Đoàn công tác của Thành ủy Hải Phòng do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Hạ Hòa. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Hạ Hòa. Tại buổi làm việc, đoàn công tác Thành ủy Hải Phòng cùng các đại biểu đã được lãnh đạo huyện Hạ Hòa, Thành ủy Hải Phòng báo cáo khái quát tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của hai địa phương và đời sống bà con nhân dân gốc Phú Thọ, Hải Phòng đang sinh sống và làm việc trên hai địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi đến thăm, làm việc tại huyện Hạ Hòa, và cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt, ân cần và chu đáo của tỉnh Phú Thọ và huyện Hạ Hòa. Đồng thời, chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa thời gian qua, nhất là chăm lo phát triển kinh tế, đời sống về mọi mặt cho người dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng mong muốn thành phố Hải Phòng và tỉnh Phú Thọ nói chung, huyện Hạ Hòa nói riêng tăng cường sự kết nối trong các hoạt động, hợp tác nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của mỗi địa phương. Chuyến thăm và làm việc lần này tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, tạo điều kiện để hai địa phương giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Nhân dịp này, đoàn công tác Thành ủy Hải Phòng đã trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa khu 9, xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa.